Xin kính chào quý vị, rất hân hạnh được gặp lại quý vị ở một video tiếp theo. Kính thưa quý vị, hiện tại là 9 giờ sáng ngày 4 tháng 9 năm 2024. Mình đang có mặt tại đầu đèo Friend quý vị. Trước mặt của chúng ta là cái biệt thự ma đó, bây giờ là quán cà phê đó quý vị. Đi theo con đường bê tông này là chúng ta vào trong đồi cát dê ha. Dưới này là đèo Friend này. Đà Lạt do ảnh hưởng của cơn bão số 3 đang đổ bộ vào Biển Đông đó, cho nên như quý vị thấy là trời mưa mù mịt luôn. Thậm chí ở dưới đèo Friend là có sương mờ, rất là đẹp ha. Trời khá là lạnh đó quý vị. Mưa dạng mưa phùn mà quý vị, không phải là mưa to, rả rít ha. Đi theo hướng này là chúng ta sẽ đi lên trung tâm thành phố Đà Lạt đó quý vị. Hôm qua gió to cho nên chỉ là cái cây thông cổ thụ ở trên này nó không đổ xuống rồi quý vị nè. Đó. Có một cây ở dưới đổ nữa. Hôm nay mình sẽ dẫn quý vị đi xuống đèo Friend ha, để cập nhật con đèo này. Sương mờ đẹp quá quý vị ạ. Những cái điểm vị trí loang lở kia phải nói là rất là nguy hiểm trong cái mùa mưa gió như thế này. Rồi mình đi quý vị. Cây thông cổ thụ nó nằm ở chân vân ở trên đồi á. Gió lay đâu này kia nó đổ xuống quý vị, cũng may là không có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của người khác ha, tính mạng của người khác, rất là nguy hiểm. Đấy, vị trí này nhiều người cũng hay đứng để mà chụp hình lắm quý vị. Vị trí này nguy hiểm lắm à, bà con mình khi mà mưa gió đừng có đứng chơi ở những cái vị trí này. Cảnh báo khu vực sạt lở, người ta đặt cảnh báo ở đây rồi đó ha. Đó, những cái vị trí loang loang lổ lổ đó là mỗi lần đi ngang qua cũng ớn lạnh. Bão, cơn bão số 3 này dự báo thời tiết người ta nói là phải nó là nó mạnh lên một cách bất thường và rất là nguy hiểm. Nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp vào vịnh Bắc Bộ, các tỉnh thành miền núi phía Bắc, những cái tỉnh thành phía Bắc cũng như là những tỉnh thành Bắc Trung Bộ. Đó, Đà Lạt mỗi lần cứ bão bất cứ nó đổ bộ vào khu vực nào thì ở Đà Lạt nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Và có mưa như thế này, dự báo là mưa sẽ kéo dài trong vòng 2-3 ngày nữa. 6-7 ha, nhiều lúc ngày mai ngày nữa mốt mới bão đi qua nó mới tạnh được quý vị. Ở những cái vị trí này á, nền đất nó yếu rồi quý vị, cho nên chỉ là nó trượt dần ra đó quý vị ha. Đó, đang trượt dần ra đó quý vị, khá là nguy hiểm trên kia kìa. Đó. Nói chung thì ở trên cung đèo Friend này do mới làm nền đất yếu và có một số nơi chưa được gia cố vững chắc, cho nên chỉ là phải nói là hàng chục điểm đang sạt trượt đất ra. Và nếu như mưa lớn thì sẽ có nguy cơ là trượt ra thêm nữa. Và nó tiềm ẩn nhiều cái rủi ro, nguy cơ nguy hiểm cho chính người đi đường, những cái phương tiện tham gia giao thông đó, những vị trí như thế này. Và nó ăn sâu vào trong thì cũng có nguy cơ là mất những cây thông ở trong kia, nó ngã xuống rất là nguy hiểm. Đây, mưa lớn là có nguy cơ trượt tiếp ha. Bắt đầu từ cái đoạn mà qua thác Đa Tăn La đổ về khúc dưới này được quý vị, là khúc này là phải nói là cũng rất là nguy hiểm. Khúc này và khúc ở trên đầu đèo đó nó rất là chân vân. Đó, những mảng đất ở trên nó đã trượt xuống ha.
những cây thông ở trên nó cũng đã lôi những cái rễ ra rồi quý vị. Cây ở trên đó mà nó quật xuống thì nó rất là mạnh luôn á. Đoạn này thì nó cũng thường xuyên bị trượt đất ra lòng của vị này. Hiện tại bây giờ người ta cũng đặt cái hệ thống cảnh báo ha. Rơi đất đá nó xuống đấy, khá là nguy hiểm luôn. Đó. Đó, đoạn này do hôm kia mưa to rồi quý vị. Những khu vực này thì nó có thể rớt đá xuống rồi xả xuống bất cứ lúc nào của địa. Rất là chân văn ha. Những cục đá nằm lởm chởm ở trên này không vững chắc chút nào quý vị ơi. Gió khá là to luôn. Đây cũng là cái nhà ma này quý vị này. Cũng là quán cà phê luôn. Ở năm xưa, hai ngôi nhà ma nổi tiếng u ám, hoang vắng, đáng sợ một thời, bây giờ trở thành hai quán cà phê, phải nói là rất là đẹp ha. Cái đoạn này nó cũng phải nói là trượt ra, trượt dần ra, nó có bị rơi đất xuống ha. Nguy cơ ăn sâu vào trong và mất thông. Đó. Rớt đất ra ngoài đường rồi, tùm lum hết. Nói chung là mưa gió này cho nên nền đất này nó yếu, nó đổ khá là nhiều. Cây thông rớt xuống này rất là nguy hiểm đúng không quý vị? Đó. Mục, cây thông này mục rồi quý vị. Trên nó rớt xuống nguy hiểm ha. Đèo dốc mà quý vị. Đèo dốc bây giờ mà cứ mùa mưa là đi vào con đèo nào cũng tiềm ẩn rất là nhiều những rủi ro. Ví dụ như là đèo Bảo Lộc, đèo Khánh Lê. Đèo nào là cũng nguy hiểm hết. Nó tiềm ẩn nhiều rủi ro lắm. Nhất là những cái cung đèo mà mới làm xong. Đó. Mới làm xong tưởng đâu an toàn nhưng mà thật sự nó chưa an toàn đâu. Đoạn ở trên đầu đèo này là hay có sương mờ nhất quý vị. Cứ mưa mưa là buổi sáng rồi buổi chiều tối, thậm chí cả ngày luôn.
Đó, đèo Prenn mà nguy hiểm nhất đó là cái đoạn đầu đèo này và cái đoạn dưới thác Đa Thanh La đó, qua thác Đa Thanh La đó mình vừa mới quay về đó, là hai đoạn nguy hiểm nhất, nhìn nó cảm giác rất là sợ. Cảm giác rất là sợ luôn quý vị ạ. Quá chơi vơi chân vân luôn. Sương mờ đẹp không quý vị? Wow, quá tuyệt vời luôn. Dưới này là mờ mịt luôn quý vị này. Đẹp ha. Ngày mai là học sinh đi học rồi, khai giảng mà đi học rồi quý vị. Đã là trở lại nhịp sống bình thường, vắng vẻ, bình yên, vốn có của nó ha. Với cái sự vắng vẻ, bình yên, vắng vắng như thế này thì bà con làm dịch vụ mới buồn thôi. Còn người bình thường thì họ rất là khoái cái không gian lưu thưa và bình yên như thế này. Vào đây là con đường 3 tháng 4, đầu đèo đầu đường 3 tháng 4 hướng vào trung tâm thành phố đó quý vị. Về đây là con đường Hồ Tùng Mậu quý vị, xác định là nguyên cả ngày không có mặt trời đâu quý vị ha. Vẫn có khách du lịch đi chơi sau lễ quý vị, các bạn chạy xe máy đi phượt nè, đèo nhau lên chơi ha. Bây giờ lên chơi mà thấy cái cảnh vắng vắng như thế này cũng khá là thích. Dịp lễ vừa rồi thì phải nói là Phan Thiết, Nha Trang, Khánh Hòa, Sapa là thành công nhất ha, khách rất là nhiều. Tuy nhiên khách đến với Nha Trang thì đi tắm biển thì họ phản ánh là có dầu xăng dầu nó bám vào ở trong người á, ở võng cục, và tắm kỳ rửa hoài nó không ra, không biết nguyên nhân tại vì sao. À, về đây là hồ Xuân Hương của vị.
đây, về đây là cầu Ông Đào ha. Du khách vừa mới xuống xe nè, kéo vali đi, vali đi lòng vòng đó ha. Hoặc là nhiều lúc mới trả khách sạn, kéo vali vào trong chợ mua sắm rồi lên xe đi về luôn. Đây là bùng binh nước. Chạy thẳng vào trong kia là chợ Đà Lạt ha. Trời mưa nó rít lên từng cơn, cho có nhiều bạn chạy xe cũng hay tắc như vậy đâu quý vị. Mình gặp thường xuyên luôn. Bọc cái bùng binh có mấy chục giây thôi quý vị ạ. Đây là con đường Lê Đại Hành. Đường phố lưa thưa ha, nhẹ nhàng quá trời quá đất. Đây là bậc cầu thang mong đẹp ha. Lên mé trên này là khu Hòa Bình. Rồi, dòng qua bên này là bến xe Tùng Nghĩa ha. Những góc phố kỷ niệm đặc biệt. Góc phố này rất là thân quen, từ xưa đến giờ nó vẫn vậy. Nó ngày càng cũ kỹ và thậm chí là nó nhách nhác luôn quý vị. À, đồng chí MPK kìa. Những cái gì mà xưa cũ còn sót lại, trong đó có đồng chí MPK này. Anh gia. Trời lạnh hay không thì cũng mặc cái áo cọc tay như vậy là đi lang thang vậy đó quý vị. Rất là nghệ sĩ, những con người hoài cổ đấy. Đây là đường Trương Công Định ha. Rồi ngày hôm nay mình cũng làm một cái video dẫn quý vị đi lòng vòng cập nhật tình hình thành phố Đà Lạt, tâm sự chia sẻ với quý vị về cuộc sống như vui luôn, đặc biệt là cập nhật về tình hình đèo Friend có hàng chục điểm sạt trượt lở đất nguy hiểm ở trên cung đèo đó, vì những ngày qua có mưa gió khá là to và thời gian tới nếu như mà tiếp tục diễn biến mưa bão bất thường nữa thì có nguy cơ sẽ có sạt trượt và cây thông ngã đổ ở trên tuyến đèo đó. Thì bà con mình cũng nhớ chú ý khi mà đi ngang qua ông đèo Friend ha. Rồi video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã đồng hành, quan tâm, theo dõi cái đoạn clip vừa rồi của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và luôn hạnh phúc trong cuộc sống. Rồi, bye bye, xin chào tạm biệt quý vị.